À, mình không biết ạ. Không, chả biết dưới đấy có cái gì. Chưa kè thì là có ruộng này, có quả lâu. Ở dưới hồ Khánh chỉ có một cái ao thôi, chữ ao của xã. Thực tế ít ai biết rằng vào năm 1983 tại khu vực này, các nhà khảo cổ học đã khai quật được một bộ vũ khí bằng kim loại phong phú bậc nhất thời trung đại của trường giảng võ. Đây là đại diện tiêu biểu cho các chủng loại vũ khí thế kỷ 15 đến 18. Bộ sưu tập có nhiều giá trị trên các lĩnh vực lịch sử, văn hóa và khoa học quân sự Việt Nam. Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định công nhận sưu tập vũ khí trường giảng võ là bảo vật quốc gia hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là những vũ khí được sử dụng trong trường giảng võ, khu vực giảng dạy, luyện tập võ thuật cao cấp của binh lính triều đại Lê Sơ, Mạc và Lê Trung Hưng. Sưu tập vũ khí trường giáng võ gồm 111 hiện vật thuộc 13 nhóm có kích thước khác nhau, được phân loại theo chức năng sử dụng gồm hai loại là bạch khí và hỏa khí. Vũ khí trường giáng võ không bề thế nhưng có tính sát thương vô cùng cao. Giáo, câu liêm được chế tạo cực kỳ đơn giản. Phần lưỡi giáo là một thanh sắt nhọn, phần câu liêm chỉ là một thanh sắt được uốn cong. Hai súng lệnh chỉ được thêm cán dài bằng gỗ lim, không phải bằng đồng. Khác với vũ khí quân minh được chế tác cầu kỳ, tinh xảo hơn nhưng độ sát thương chưa chắc cao bằng vũ khí thô sơ của Đại Việt. Súng lệnh, một loại súng dùng để phóng pháo hiệu chỉ huy. Chỉ cần nhìn màu sắc pháo hiệu phát ra, mặt ta biết nên tiến hay lùi trong lúc nguy cấp. Hai quân đội Đại Việt thường dụ địch đến gần, dùng vũ khí ba chạc nhỏ gọn móc vào chân kẻ thù rồi hất chúng ngã ngựa. Cách đánh như vậy không tốn công sức nhưng lại rất hiệu quả. Điều này cho thấy vũ khí trường giảng võ là minh chứng sinh động cho nghệ thuật tư duy quân sự trình độ cao của ông cha ta. Kỹ thuật chế tác vũ khí trường giảng võ chủ yếu theo phương pháp rèn đập thủ công. Mũi tên, súng lệnh được đúc nên không trùng lặp với bất cứ sưu tập vũ khí nào ở Việt Nam hiện có. Dù nằm sâu dưới lòng đất hơn 200 năm, nhưng bộ vũ khí vẫn giữ được gần như nguyên vẹn hình dáng bởi quá trình rèn đúc được những người thợ có tay nghề cao khéo léo thực hiện. Xuyên suốt quá trình dựng nước và giữ nước, đến giữa thế kỷ 20, bạch khí vẫn được sử dụng phổ biến trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp như cuốc, thuổng, gậy gộc. Trong công tác lưu giữ và bảo quản thì ngay từ khi tiếp nhận thì chúng tôi cũng đã rất là có ý thức bảo quản và phát huy giá trị. Đã nhiều lần được chúng tôi đưa ra trưng bày tại các cuộc trưng bày chuyên đề và ngoài ra thì là cũng được bảo quản định kỳ. Bảo quản cơ học và bảo quản bằng phương pháp trị liệu để kéo dài tuổi thọ cho hiện vật. Đồng thời là bộ sưu tập vũ khí trường giảng võ thì sắp tới cũng được đưa ra trưng bày chính thức. Trong quá trình lưu giữ và phát huy giá trị tác dụng thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các đơn vị để 3D cho toàn bộ số hiện vật này và phục vụ khách tham quan một cách tốt nhất. Bộ sưu tập vũ khí trường giảng võ là minh chứng lịch sử của một thời kỳ. Vì vậy, công tác bảo quản và lưu giữ bảo vật cần thật cẩn trọng. Bảo tàng Hà Nội đã, đang và sẽ làm tốt nhất trách nhiệm của mình. Trong tương lai, bảo vật được trưng bày và quảng bá hơn tới công chúng. Giá trị của bộ sưu tập vũ khí trường giảng võ càng được khẳng định trong một thời kỳ vàng son của cha ông ta.